xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh youtube dòng đời tv của mình trong cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay thứ năm xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bình an nha thì có những cái thông tin rất là nóng mình xin gửi đến quý vị nha thì cái câu chuyện của thằng thám tử lùng có thể nói là những cái tin tức về chị nay những cái tin vui mà bên phía tim hồng loan cũng như là bên phía dị nụ chia sẻ cũng đang khiến cho bên phía tim của thằng thám tử lùng và bên á xâm trổ đang cảm thấy rất là lo lắng quý vị và mới đây nhất trên trang cá nhân của chị hồng loan cũng đã đăng một cái bài khá là dài để công kích cái thằng thắng tử lùng này quý vị thì trước đó mọi người cũng đã biết được là nó cũng đã từng lên tiếng để nhờ chị hồng loan bán các sản phẩm của bên nó tuy nhiên là sau khi mà chị hồng loan không nhận lời thì nó đã lên công kích và nói xấu bên phía mỹ phẩm của chị hồng loan thì có cái nội dung bài viết như thế này xin chia sẻ cùng với đại gia đình của mình nha chào đại gia đình của món thời gian qua một số trang facebook youtube tên là ttc mình sẽ đọc viết tắt nha liên tục đăng tải những thông tin sai sự thật về mỹ phẩm hồng loan điều này khiến khiến dư luận hoang mang khách hàng đang sử dụng các sản phẩm của chúng tôi cũng hoang mang và liên tục hỏi chúng tôi tại sao có những thông tin như thế mặc dù là ttc đã cố gắng né tránh pháp lý bằng cách nói bóng nói gió nhưng tất cả mọi người trên không gian mạng đều biết anh TTC này đang nói tới mỹ phẩm hồng loan. Hơn nữa những khán giả của anh TTC hùa theo bình luận lên án miệt thị chúng tôi làm cho khách hàng của chúng tôi bị tâm lý dao động. Để xử lý những thông tin trên, chúng tôi đã mất nhiều thời gian và chi phí, đồng thời không ít những thiệt hại thực tế đã chứng minh. Qua đây chúng tôi thông báo đến quý khách hàng rằng những cái thông tin của anh TTC này uh, thông báo đưa lên là những thông tin uh, xuyên tạc, vu khống, sai sự thật, không có căn cứ nói về mỹ phẩm Hồng Loan, gây thiệt hại kinh tế cho mỹ phẩm Hồng Loan, đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi hợp pháp của bà Võ Thị Hồng Loan. Chúng tôi vẫn đang uh, tiếp tục thực hiện các biện pháp pháp lý đối với anh TTC và cũng không loại trừ uh, các kênh có uh, cùng lối dẫn dắt thông tin sai sự thật xuyên tạc như anh TTC trân trọng mỹ phẩm Hồng Loan xin thông báo và chị Loan cũng có đăng những cái dòng trạng thái những cái comment của bên phía khán giả của thằng TTC quý vị nó nói là không ngờ con này gần cuối drama nó lộ bản chất thật của một con bán cá bỏ nhà từ lúc 14 tuổi toàn bộ cộng đồng mạng khán giả bị nó lừa hơn một năm nay yêu thương bảo vệ ủng hộ nó đến bây giờ nó có tiền thì nó mua bọn truyền thông chửi hết không trừ một ai kể cả anh hai bóng đã từng cho nó tiền vàng kim cương và cả hai hàm răng để nhai để nói để suy nghĩ nó cũng bêm không một chút tiếc thương đó thì rõ ràng cái thằng thám tử này sau khi mà nó giới thiệu sản phẩm bên phía số của chị Hồng Loan và không chưa gọi như là không không khi mà nó giới thiệu sản phẩm bên của sốt của chị hồng loan và hai bên không tìm được tiếng nói chung thì nó quay sang nó nói xấu nó cung kích chị hồng loan có thể nói thằng này là một thằng hai mặt quý vị lúc đầu nó bu bám vào drama này để kiếm like kiếm view để rồi khi mà nó thấy là là là, là ăn không được thì phá cho thôi đó bây giờ nó lên nó liên tục công kích phá cái sốt mỹ phẩm của chị hồng loan thực sự là chị hồng loan cũng khá là bức xúc mới lên cái dòng trạng thái như vậy và rõ ràng rồi người ta gọi là tội chồng thêm tội Sau khi mà những cái thông tin nó bị đặt Nó xuyên tạc nói xấu chị Ni Thì cũng sẽ bị các cơ quan chức năng sớm xác minh điều tra và xử lý Cũng như là những cái thông tin mà chị Hồng Loan vừa thông báo Thì chắc có lẽ là thằng này sẽ có khả năng là là bốc lịch khá là lâu đó quý vị Những cái thông tin mới về câu chuyện của bên tuổi con tuyền xăm trổ Nghe nói là bây giờ nó cũng đã tìm đường bỏ trốn, tìm đường bỏ trốn sau khi mà kế hoạch sau khi mà kế hoạch kết hợp với thằng tham tư luận thất bại. Đó mọi người thực sự là con Tuyền này và con Nga là những kẻ thực sự là ngu ngốc khi mà được chị nay đã từng giúp đỡ nhưng mà tụi nó vì cái đồng tiền của uh, bên phía Le Le Và bên Thám Tử Mà tụi nó lên uh, liên tục Đưa những thông tin công kích Và nói hãm hại chị Ni thực sự thì uh, bây giờ Những cái thông tin mà chị Nụ chia sẻ Chị Ni sẽ ở về Việt Nam uh, Trong thời gian sắp tới Cũng khiến cho um, bộ ba Tâm Sơn Thám Tử Luân cảm thấy uh, rất là lo lắng ngoài ra bên phía mẹ con của cô cháu gái cũng ta nói là đứng ngồi không yên khi mà uh, khi mà chị đi về các cái câu chuyện về uh, vụ kiện đồng sở hữu cũng như là uh, câu chuyện sau kê sẽ được làm sáng tỏ nha Ở trước đây khi mà chị đi gặp nạn thì rõ ràng bên phía đó là phe cần cơn Nó cảm thấy hả he vui sướng uh, khi mà gọi như là chị đại của hồng loan là gặp nạn thì thì hồng loan giống như rắn bắt đầu đó thì tụi nó cứ hả he tung hô nhưng mà <laughs> chú vua vũ linh thì cũng là linh thiên đó chú chú nhìn thấy hết mọi việc mọi quý vị những người ta gọi là gieo nhân nào gặt quả ấy đó tôi nói gieo gieo những cái ác những cái xấu xa những cái vu khống người khác thì tụi nó phải lãnh cái nghiệp thôi đó thực sự từ con bông hậu đến cái thằng hay bóng rồi bây giờ bộ ba tam sơn và cả ngay thằng thám tử cũng sắp là bung bét hết rồi quý vị đó thì nghe nói là chị nay cũng đã nhờ các luật sư liệt xe liệt kê một cái danh sách khá là dài những cái nhóm bên phía kênh kênh đã lên tiếng xúc phạm chị nay rõ ràng kỳ này chị nay sẽ về chơi tắt tay với tụi này luôn À tụi chị nay chuyến này là như là quăng một cái mạng lưới đó, bắt tất cả từ cá lớn, cá bé rồi tùm lum hết. Nói chung là tụi nó đã bị um, dính cái bẫy của chị nay rồi và À, rõ ràng thì nếu mà chuyến này mà chị đi về thì bên phía hồng loan sẽ làm tiệc to để ăn mừng cùng với uh, má tư rồi chị ba bình tinh và cả vợ chồng đến tý bích Trâm đó thì thực sự là uh, chúng ta là những người uh, chúng ta là những người thông thái chúng ta nên giữ một cái đầu lạnh khi mà phải chịu đựng một cái khoảng thời gian mà hơn hai tuần này để cho tụi nó liên tục mà lên bài công kích nói xấu rồi uh, vu khống chị ni thật sự là hồng loan cũng như những người trong tim yêu thương mà đến cũng cảm thấy khá là bức xúc nữa quý vị nhưng chúng ta nhường nó một bước và bây giờ thì chúng ta uh, coi như là Ừ, xoay 360 độ bây giờ là mọi chuyện nó đã ừ, hoàn toàn đảo ngược tình thế rồi bây giờ là chỉ cần một cái phiên livestream của chị Ni là đủ chấn động rồi tất cả những cái thông tin mà Ở bên phía thằng thám tử nó dẫn dắt bên phía con trang vali rồi Ở bên phía mặt trời cũ mặt trời mới gì đó tùm lum quý vị thật sự là tụ nó còn bị thêm một cái câu chuyện đó là ni và Hồng Loan là có thỏa thuận ăn chia trong cái vụ căn nhà số 5 đó những cái chuyện mà thật sự là là không 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 hiểu là tụi nó nghĩ ra những cái suy nghĩ như vậy rồi nó nói thật sự là tụi này là quá quá là ghê gớm luôn vị. thực sự là chị Ni đến giúp Hồng Loan là vì cái tâm thôi chị Ni mọi người biết rồi một người cũng khá là thành công Mọi người đi ra nước ngoài làm ăn khá là lâu rồi Chị Ni của chúng ta thì cũng đâu có thiếu tiền đâu Mà để khi mà tụi nó nói là Tụi nó gắn ghép cho chị Ni vòng Loan Là coi như là có một cái cuộc Một cái giao kèo làm ăn Sau khi mà thành công căn nhà số 5 Thì sẽ chia đôi tài sản Đó tụi nó ăn rồi như là ăn không được Phát cho hôi đó Nó giận nó nói đủ kiểu Thật sự là quá bức xúc luôn thực sự những cái thông tin này thì bên phía cơ quan chức năng luật sư cơ quan công an sẽ thu thập và sẽ mời tụi nó lên giải trình đó chứ không phải là muốn nói gì thì nói đâu nha mọi việc đã bị sao lưu vi bằng hết lại rồi đó thực sự là khi mà chị đi về việt nam thì sẽ có rất nhiều kẻ sẽ cảm thấy là ăn không ngon ngủ không yên đó, xin nhắc lại với quý vị như vậy. Đó thì à, cũng trong tháng 9 này thì chị Hồng Loan cũng có rất là nhiều những cái live show đi à, Hậu Giang rồi ở Thành phố Hồ Chí Minh và cả sân khấu trống đồng nữa. Quý vị nhớ à, theo dõi trên fanpage của chị Hồng Loan để ủng hộ con gái của nghệ sĩ Vũ Linh nha. Thì và cũng trong tháng 9 này cũng sẽ diễn ra phiên tòa xét xử vụ à, đòi nhà cho anh nhơ cũng như là cái câu chuyện sau kê và chúng ta cũng uh, tin chắc chắn là uh, công lý sẽ chiến thắng hồng loan sẽ uh, chiến thắng và nắm chủ quyền của căn nhà số 5. và buộc mẹ con của cô cháu gái phải dọn tất cả những cái đồ đạc đi đó là cái điều mà khán giả mong chờ hơn một năm nay thì các bản tin uh, buổi sáng hôm nay của dòng đời tv đến đây sẽ được tạm dừng nha xin kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an xin chào và hẹn gặp lại ở các video clip tiếp theo